thiệu đây là dàn mini model là Victor UX gạch SH5. Dàn này lỗi CD, mình nghe nhạc qua chức năng USB và chức năng AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 20-30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác cần sử dụng đổi nguồn hoặc lấy điện 100V từ ổ áp ra sử dụng cho bộ dàn này. Bây giờ mình sẽ xem mặt sau. Victor UX gạch SH5 gạch B, công suất âm ly là 16W, công suất loa là 20W trên cặp loa. FM của dàn tần số là 90. Tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Dàn này có USB nên mình rất là tiện nghe nhạc. Chỉ cần chép những bài hát yêu thích tự trên mạng về USB cắm vào dàn là mình có thể nghe được rồi. Còn nếu mà mình không muốn nghe nhạc qua USB thì mình cứ cắm dây vào, mình nghe kết nối điện thoại, TV, máy tính. Bên em xíu hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao lưu phí ship tận nơi khi các bác nhận hàng, không cần thanh toán hay bất kỳ chi phí gì nữa. Nếu các bác không muốn bao ship thì em sẽ tặng cho mình cái remote học, tức là cái khiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Những phụ kiện theo máy mà em có bán, nếu các bác có nhu cầu mua thêm thì liên hệ với bên em. Gắn Bluetooth vào trong âm ly, mình sẽ không cần kết nối dây nhợ rườm rà, chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính là mình có thể phát được những bài hát yêu thích. Đương nhiên Bluetooth gắn trong nó sẽ chất lượng hơn Bluetooth gắn ngoài. Và ngoài ra em còn có bán luôn đổi nguồn, có bán remote học, có bán dây kết nối điện thoại. Các bác có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với bên em. Nãy giờ em đã test nhạc qua chức năng audio in, tức là chức năng AUX kết nối điện thoại. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua USB cho mình tham khảo, rồi em xin kết thúc clip. Mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Nghĩ chi nhiều đến chuyện chung.